Nhưng khi chiếc cầu mời đoàn lưu lại với gia đình dùng bữa cơm chia buồn, anh em con cháu của cậu xin chân thành đa tạ. Ban nhà tăng lễ rất trân trọng giới thiệu lễ viếng của ông bà Phát cùng với con cháu đoàn Sơ Hoa. Không hiện làm chờ đoàn vào dân hương kính thiêng hương hộp cầu xin kính mời. Mới con cháu vào sân hương bình chế cầu. Đúng là cầu sống cao niên tuổi thọ trường, sống vui sống khỏe giàu tình thương. Quê con bảo cháu biểu nhân nghĩa nề nếp xa phong đạo cương thường. Vĩnh về cùng mời đoàn phút mạc nghiệp bắt đầu. Thay lời cho đại gia đình các con cháu của cậu sẽ được nhận lễ mời đoàn yêu này với gia đình dùng bữa cơm chia buồn. Để rồi ở lại miệu no tăng lễ cho cậu tới giờ hoàn tất gia đình con cháu xin chân thành đa tạ. Ban tăng lễ trân trọng giới thiệu lễ viếng của các em họ ngoài ở Phan Xá trở vào. Tăng lễ sân toàn hương với việc người trì đoàn sông tươi làm trần đoàn. Trở vào sân toàn hương trở niệm xin kính mời. Đây là sông hôm nay gia đình chúng em cùng con cháu trở về đây thật là đông đủ. Chị ơi bác ơi chất linh sàng phù rũ khăn tang, cùng nhau đắp một tuần nhang để thiên đưa người chị người bác mà trong nỗi niềm xót xa. Mời đoàn dành cho người chị người bác phút mạc nghiệp bắt đầu. Cho đại gia đình các con cháu sẽ được nhận lễ mời đoàn trở vào thăm người chị người bác lần sau cuối. Lưu này với gia đình dùng bữa cơm chia buồn để rồi miệng đo thăng lễ cho người chị người bác kính yêu. Gia đình con cháu xin chân thành đa tạ. Kính mời lễ viếng của gia đình bà Tuân cùng với con cháu đoàn sau huân làm trợ đoàn trở vào dân hương kính viếng hương hồn cổ xin kính mời. Thank you.
hình ảnh đó mà người nay đã mất áo phong sương, nay lạnh ngắt như đồng. Cụ về vui chốn luôn bồng vờn xa cánh Hà Cổ không trở về. Mời gia đình bà Tuân cùng với con cháu khuất mà kìa bắt đầu. Lắm khăn phải lời cho đài gia đình các con các cháu của cậu xin được gần lễ mở đoàn lưu này với gia đình dùng bữa cơm chia buồn để anh em con cháu của cậu xin chân thành đa tạ. Xin kính mời lễ viếng cò dòng họ Nguyễn Hữu chi hai. Nhờ được tin cậu không còn nữa đoàn do ông Trương làm trưởng đoàn trở về trước đại hương của cậu thắp cần hương đợt niệm. Xin kính mời. Thương cổ quá mà lòng đau không xét cõi âm dương vĩnh biệt ở đây. Hôm nay dòng họ Nguyễn Hữu về đây hương hoa lễ mòn để viếng người đi xa. Vĩnh biệt cổ, mời đoàn phút mạc niệm bắt đầu. Nở cho gia đình sẽ được nhận lễ mở đoàn trở vào thăm cụ lần sau cuối lưu này với gia đình dùng bữa cơm chia buồn ở này liệu no tang lễ cho cụ tới giờ hoàn tất gia đình con cháu xin chân thành đa tạ. Kính mời lễ viếng của ông xe là thông gia với cụ sơ ở ân thi. Nhờ đã tin cổ không còn nữa là thành nghĩa niên gia vào dân hương đợt niệm. Xin kính mời. Phương hoa nếu mở đồng thành về đây kính viếng nghĩa tỉnh Liên Gia. Mời đoàn đến từ quê hương xã Bình Lăng phút mạc niệm bắt đầu. Mời đoàn đến từ quê hương Bình Lăng Tiền Phong nghỉ xa phòng tan xơi nước dòng bữa cơm chia buồn. Anh em con cháu của cậu xin chân thành đa tạ. Kính mời lễ viếng của đoàn lễ viếng thông gia với ông Đấu người con của cậu là các ông Quý Thấm và bà Nga. Đoàn do Quý làm trưởng đoàn trở vào sân hương kính viếng hương hồn cậu. Xin kính mời. Một đời người sáng tấm gương vì dân vì nước kiên cường thanh cao. Hôm nay cậu đã đi xa gia đình chúng con đây là tình cảm thông gia với các con của cậu về đây dâng lễ mà xót xa vô vàn. Vĩnh biệt cậu tuổi cao gương sáng đề nghị các gia đình là tình cảm thông gia với gia đình ông Đấu người con của cậu phút mạc niệm bắt đầu.
thay lời cho đời gia đình các con cháu của cụ sẽ được gần lễ mời đoàn lưu lời với gia đình dùng bữa cơm chia buồn 6:30 sáng ngày mai trở về để kính đưa cụ về nơi mộ phần yên nghỉ. Anh em con cháu của cụ xin chân thành đa tạ. Xin kính mời đến viễn cổ gia đình cụ Trèo là tình cảm thông gia với cụ ở Liên Phương thành phố Hưng Yên. Trở vào dân hương kính viếng cổ, xin kính mời. Làm sau ngày tháng vàng son tất lòng với người cụ là tình nghĩa thông gia, đề nghị gia đình cùng Trèo cùng với con cháu phút mạc nghiệp bắt đầu. Thay lời cho đại gia đình các con cháu của cụ sẽ được nhận lễ mời đoàn tiêu đài với gia đình dùng bữa cơm chia buồn 6:30 sáng ngày mai từ quê hương Liên Phương thành phố Hưng Yên trở về để tiến đưa cụ về nơi mộ phần yên nghỉ. Anh em con cháu của cụ xin chân thành đa tạ. Đây là tình nghĩa thông gia, bên thì đón rể, bên thì nhận dâu. Nghĩa đời gắn bó bền lâu, keo sơn gắn bó như cau với trầu. Mời gia đình ông Tưởng là tình cảm thông gia với ông Chiến giải cho cụ phút mạc địa bắt đầu. Mời đoàn yêu này với gia đình cầu xin chân thành đa tạ. Xin kính mời đến viếng cổ gia đình bà Hồng và cử cầu con cháu đoàn sau anh Huỳnh làm trưởng đoàn trở về các đại cư của hồ pháp tần hương trợ nghiệp.